Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 13 tháng 12 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đang chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.